Vào mùa đông, một trong những bệnh thường hay gặp nhất là viêm VA. Viêm VA khiến cho trẻ bị ù tai, chảy nước mũi, chảy mũ tai hay sốt cao, mệt mỏi, quấy khóc. Các triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với viêm mũi họng thông thường nên rất nhiều phụ huynh chủ quan hay điều trị sai bệnh. Viêm VA chỉ có ở trẻ nhỏ, thường xảy ra ở những trẻ có sức đề kháng kém hay suy dinh dưỡng. Bệnh đặc biệt rất dễ xảy ra ở mùa đông do nhiều yếu tố cơ hội tăng cao. Làm thế nào để biết con bạn bị viêm VA, có cần thiết phải nạo VA hay không, nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của trẻ? Thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình Sống Khỏe hôm nay. Vào thời điểm này, rất nhiều trẻ đến khoa tai mũi họng khám bệnh với các triệu chứng điển hình của viêm VA. Trẻ bị chảy mũi, nghẹt mũi, sốt cao và thậm chí là rối loạn tiêu hóa. Đó là những dấu hiệu đặc trưng của viêm VA ở trẻ nhỏ mà phụ huynh rất hay nhầm lẫn với các bệnh tai mũi họng thông thường khác. Cháu hay trịt mũi, hay chảy mũi xanh. Dạ, hay chảy mũi xanh mà chảy nhiều ngày. Mình cũng là xịt thuốc của y tế nhưng mà thấy hẳn đỡ. Rồi cái là thấy chảy nước trong lỗ tai. Dạ. Thế nói chung là cũng kéo dài nhiều ngày. VA nằm ở nóc vòm mũi họng ngay cửa mũi sau. Khi hít vào không khí qua mũi, qua tổ chức VA rồi mở xuống họng và vào phổi. Không khí thở chứa nhiều vi khuẩn khi qua mũi, ngang qua VA, vi khuẩn dễ dàng bám vào VA nhờ diện tiếp xúc rộng của nó. Các tế bào bạch cầu có sẵn tại đó bắt giữ vi khuẩn rồi được nhận diện và cơ thể sản xuất ra kháng thể chống lại vi khuẩn. Kháng thể này được nhân rộng và tỏa đi khắp nơi, nhiều nhất là vùng mũi họng. Khi vi khuẩn tái xâm nhập, kháng thể sẽ tự động vô hiệu hóa vi khuẩn và tiêu diệt chúng. Do thường xuyên tiếp xúc với vi khuẩn nên VA hay bị viêm. Khi sức đề kháng suy yếu hoặc do các yếu tố thuận lợi làm bệnh phát triển như chuyển mùa, mùa đông xuân, thời tiết lạnh ẩm, điều kiện vệ sinh môi trường không đảm bảo, khói bụi sẽ khiến virus, vi khuẩn dễ dàng phát triển, xâm nhập, khiến trẻ dễ bị mắc bệnh hơn. Với trẻ suy dinh dưỡng, cơ địa dị ứng hoặc bệnh làm suy giảm hệ thống miễn dịch như sởi, cúm cũng là những yếu tố thuận lợi cho viêm VA tái diễn. Viêm VA chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 30-40% trẻ em Việt Nam. Như vậy, cứ 3 trẻ thì có 1 trẻ bị viêm VA. Tần suất mỗi năm trẻ có thể bị 4-6 đợt viêm cấp. Tuổi rưỡi, gần 1 tuổi rưỡi đấy, vẫn có triệu chứng chảy mũi kéo dài, rồi là hay tả đi tả lại, rồi ngủ là thở bằng mũi cũng thông, ngủ cũng hay giật mình, rồi chạy mũi tai, nó tả đi tả lại. Đấy là những trường hợp mà chúng ta phải cần cảnh giác cháu bị viêm VA hay không. Để chúng ta điều trị mà bệnh mà không lành, cái tả đấy là thì chúng ta phải nội soi vòm hoặc chúng ta nghĩ đến viêm VA, chúng ta nội soi để đánh giá. Mà nếu mà có tổ chức VA nó quá phát ở vòm, chúng ta phải đặt đề nào VA nào đi. Thì khi nào VA đi mà giải được cái nguyên nhân, cho chính cái viêm gì mà VA nó lan ra việc nó gây nó chạy một kéo dài và có nhiều trường hấm gọi là mùi đến hấm ở vùng tim lên mùi rồi lan có bên gây chạy một tay cái tải đi tải lại. Mà để chúng ta không giải cứu được cái nguyên nhân là viêm VA thì cái bệnh không lành được thì lành từng đợt thôi. Chẩn đoán viêm VA cấp thường khó khăn, nhất là khi có phối hợp với các viêm nhiễm khác của đường hô hấp trên như viêm họng, viêm mũi xoang. Triệu chứng viêm VA cấp thường có biểu hiện trẻ sốt trên 38 độ C, có khi sốt cao 39-40 độ C, kèm theo trẻ trong tình trạng kích thích hoặc co giật, quậy khóc. Trẻ bị tắc nghẽn mũi thường bị cả hai bên. Một số trẻ có thể có triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn trớ, đi ngoài phân lỏng. Tác nhân gây viêm VA cấp ban đầu thường là do virus và sau đó bồi nhiễm thêm vi khuẩn làm cho tình trạng bệnh phức tạp hơn. Những trường hợp mà có viêm VA mà gây biến chứng thì thường thường á, biến chứng là rát rớt, là gây nên mũi chạy mũi kéo dài, gây hấm trên đền mũi. Những trường hợp láng có bên tai gây nên chạy mũi tai và nghe kém, láng xuống dưới thì gây viêm amidan này, rồi viêm thanh khí phế quản này, rồi viêm phế quản phế viêm này, rồi là đầy bụng này, rối loạn tiêu hóa và chán ăn, và có nhiều đợt ngủ làm hay giật mình rồi ngủ ngáy. Những trường hợp là kéo dài thì gây nên biến chứng đó thì chúng ta cần phải nào đi. Chứ còn nếu không nào đi thì bệnh cứ tái đi tái lại vậy và ảnh hưởng sự phát triển thể chất của trẻ. Khi VA bị viêm, viêm tái diễn nhiều lần thì nó không còn khả năng để chống lại vi khuẩn nữa. Mặt khác, khi VA bị viêm quả phát làm bị tắc cửa mũi sau, cản trở đường thở bằng mũi, ứ đọng dịch và mủ ở mũi. Nhưng hiện tượng này gây ra rất nhiều hậu quả tai hại và nhiều biến chứng. Bản thân VA bị viêm màng tính còn là nơi trú ngụ lý tưởng của nhiều loài vi khuẩn gây bệnh, để rồi từ đó gây ra các đợt viêm VA cấp và biến chứng. Do đó trong trường hợp này, nạo VA là cần thiết.
Nào, VA là một thủ thuật đơn giản, có thể thực hiện dưới gây mê hoặc gây tê tại chỗ. Thủ thuật chỉ diễn ra trong vài phút và bệnh nhi có thể về nhà sau đó nửa giờ. Trẻ sau nào vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn thường nghe đến việc trẻ nhỏ bị viêm VA, đặc biệt là trong thời điểm mưa nhiều và ẩm ướt như vào thời gian này. Tuy nhiên, rất ít người có hiểu biết về căn bệnh này cũng như là những biện pháp dự phòng cần thiết. Vậy VA là gì? Nó đóng vai trò gì trong cơ thể và làm thế nào để nhận biết trẻ bị viêm VA? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Dưng, trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế để tìm hiểu rõ hơn về những thông tin này. Trước hết, rất là cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Phan Văn Dưng đã tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên, thưa bác sĩ, VA là bộ phận như thế nào và nó đóng vai trò gì trong cơ thể? VA là từ Việt tắt của cái từ tiếng Pháp là vegetation adenoid, tiếng Việt gọi là sùi vòm. VA là một tổ chức nằm ở nắp vòm phía sau lỗ mũi sau, nó dày khoảng 2-3 mm, vì vậy nó không trở ngại là về thở. VA có từ lúc trẻ mình sinh ra, và nếu mà bị viêm đi viêm lại nhiều lần thì cái tổ chức này nó to ra và nó cháy lên một phần lỗ mũi sau thì gọi là viêm VA. VA bắt đầu phát triển từ lúc 6 tháng tuổi và phát triển mạnh từ lúc 2 tuổi đến 5 tuổi. Đây là cái lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo cũng là cái lứa tuổi mà trong cộng đồng có nhiều cháu bị viêm VA. Từ khoảng 9 đến 10 tuổi thì VA bắt đầu nó teo đi, và lớp tuổi dậy thì VA chỉ còn là dấu vết. Ở người lớn có một số trường hợp còn tổ chức VA, người ta gọi là VA tồn dư, do VA nó bị tả đi tả lại nhiều lần mà quả phát và nó không tiêu đi, hình như ở người lớn đôi lúc cũng còn VA. Vai trò VA trong cơ thể như thế nào? VA cùng với các tổ chức lympho ở vùng mũi họng như là VA ở vòi nằm ở thành bên họng, amidan ở họng miệng hay còn gọi là amidan nằm ở trong họng, rồi amidan ở đáy lưỡi, nó tạo thành một cái vòng gọi là vòng quanh e. Cái vòng quanh e này nó nằm ở ngã tư giữa đường ăn và đường thở. Vòng quanh e nó có nhiệm vụ nó bảo vệ cơ thể chống lại các vi khuẩn xâm nhập bên ngoài vào. Ở vòng quanh e có các tế bào lympho và có các tổ chức bạch cầu, tế bào lympho, nó có vai trò trong miễn dịch của cơ thể. Trong không khí thở vào nó có vi khuẩn, khi đi ngang qua mũi qua tổ chức VA thì các vi khuẩn này sẽ bị nhận diện và cơ thể sẽ sản sinh ra một cái chất người ta gọi là kháng thể là chống lại vi khuẩn, và khi vi khuẩn xâm nhập lại vào cơ thể thì các cái kháng thể này nó sẽ làm yếu cái vi khuẩn, nó đi vào tiêu diệt vi khuẩn, và các cái kháng thể nó tập trung nhiều ở vùng mũi họng. Như vậy lúc đầu thì VA là một tổ chức nó có lợi cho cơ thể. Dạ vâng. Và như bác sĩ đã chia sẻ thì VA là một bộ phận có cái tác dụng đó là vô hiệu hóa vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Vậy thì tại sao chỉ có trẻ em bị viêm VA, còn người lớn thì không bị ạ? Giống như chúng tôi đã nói phía trên, VA lúc sinh ra là một tổ chức có lợi cho cơ thể, nó bảo vệ cơ thể chống lại các vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài vào. Nhưng khi mà bị viêm đi viêm lại nhiều lần thì nó quá phát lên và nó trở thành cái nơi mà chứa vi khuẩn, và từ đó nó sẽ gây nên những cái đợt viêm cấp ở vùng mũi, ở tai mũi họng, trong đó có viêm VA cấp. Ngoài ra, khi sức đề kháng của trẻ em nó giảm, điều kiện môi trường sống nó cũng thuận lợi thì trẻ em càng dễ bị viêm VA, đặc biệt là về khi mùa mà khí hậu nó lạnh và ấm. Ở người lớn thì tổ chức VA nó không còn nữa, và còn người lớn thì còn các tổ chức mà sức đề kháng nó tăng lên, VA đến tuổi dậy thì không còn nữa. Vì vậy ở người lớn là không còn viêm VA. Vâng. Ngoài ra cần chú ý là một số tổ người lớn mà còn tổ chức VA tồn dư thì có thể có cái viêm VA ở người lớn, nhưng mà những lúc này thì chúng ta cần phải nào tổ chức VA này đi để chúng ta xét nghiệm giải phẫu bệnh lý để chẩn đoán phân biệt và một cái u ở nắp vòm. Dạ vâng. Như bác sĩ nói thì VA nó có tác dụng kháng khuẩn, vậy thì tại sao cái bộ phận này lại hay bị dễ viêm như vậy ạ? VA nó dễ bị viêm vì có mấy cái lý do sau đây. Lý do thứ nhất, VA lúc đó là một bộ phận nó bảo vệ cơ thể, nhưng vì nó tiếp xúc vi khuẩn quá nhiều lần nên nó dễ bị viêm, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là khi sức đề kháng cơ thể nó bị giảm, điều kiện môi trường sống không thuận lợi,
khí hậu nó lạnh và ẩm, rồi là coi như là môi trường khỏi nhiều bụi rồi khói, là những điều kiện để cho cái virus vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể trong đi ngang qua vùng mũi họng, trong đó có VA nên VA dễ bị viêm. Ngoài ra thì vì điều VA nam là ở nóc vòm, là phía sau của mũi sau, là cửa ngõ của đường hô hấp. Vì vậy tất cả những yếu tố bên ngoài trong đó có virus vi khuẩn nó đi xâm nhập vào cửa ngõ đường hô hấp và nó tiếp xúc với VA, vì vậy VA bị viêm. Cần lưu ý rằng là trong một số mấy nghiên cứu học thì tỷ lệ viêm VA ở trẻ em ở Việt Nam là khoảng 30%. Có nghiên cứu nó cao lên đến 40%. Như vậy thì khoảng 3 trẻ là có một trẻ bị viêm VA. Đây một bệnh phổ biến trong cộng đồng và gặp nhiều ở nhà trẻ và bầu nhau. Vì vậy các bậc phụ huynh cần có một kiến thức về phát hiện và phòng bệnh viêm VA. Bác sĩ tai mũi họng cần có những chỉ định kịp thời để xử lý cho kịp, khỏi tránh các biến chứng cho trẻ. Vâng. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phát hiện ra những cái dấu hiệu viêm VA. Vậy thì bác sĩ có thể cho các bậc phụ huynh được biết là làm cách nào để phát hiện những dấu hiệu đó? Các cái dấu hiệu và triệu chứng của viêm VA nó bao gồm như thế này. Đầu tiên là cháu hay sốt vặt. Sốt vặt có nghĩa là sốt không rõ nguyên nhân. Ban ngày cháu thì đi chơi bình thường, nhưng ban đêm nó sốt. Rồi sáng mai lại sốt, chơi lại vài ba ngày sốt lại. Người ta gọi là sốt vặt. Có những trường hợp trẻ có thể sốt cao và gây nên cơn co giật, đó là cái triệu chứng đầu tiên. Triệu chứng thứ hai đó là trẻ bị chảy mũi kéo dài, lúc đầu là chảy mũi trong, sau đó là chảy mũi đặc vàng xanh và có mũi tanh, và trong vàng nó gây loét cái phần tiền đình ở mũi mà trong chuyên môn chúng tôi gọi là thò lò mũi xanh. Cái triệu chứng thứ ba là quá nhiều nghẹt mũi, khi tổ chức VA nó quá phát là che lấp bớt một phần lỗ mũi sau thì trẻ không thể là thở hoàn toàn một lỗ mũi được, vì vậy có trẻ có triệu chứng nghẹt mũi. Triệu chứng thứ tư là khi cái VA nó quá phát nhiều, nó cháy lấp gần hết cửa mũi sau, như vậy là không khí đi vào đồng mũi, nó đi qua một khe hẹp, vì vậy cháu sẽ có triệu chứng là ngủ ngáy. Và trong những trường hợp này trẻ nó thường thường há miệng để thở. Triệu chứng thứ năm là trẻ là quá như là rối loạn tiêu hóa, rồi nó chán ăn vì do những cái dịch, cái mù, những cái viêm nhiều mà VA, trẻ nó suốt nuốt xuống trong bụng và gây nên rối loạn tiêu hóa, đầy hơi trong bụng, mà trẻ là quá như là nó hay bị biểu hiện là rối loạn tiêu hóa và không thích món ăn, bị làm biếng ăn. Triệu chứng thứ năm đó là trẻ vì không thở được đường mũi nên trẻ ngủ không được sâu, hay giật mình và hay phải khoác về đêm. Trong những trường hợp mà bệnh mà kéo dài mà thì vì nghẹt mũi nên trẻ không thở được bằng mũi, nó gây thiểu năng oxy màng tính. Thiếu oxy màng tính này có những rối loạn phát triển ở mặt và ngực. Biểu hiện trẻ là có cái là bộ mặt là môi dày, răng thì vẩu, cầm làm mực lợi, ngực thì lép. Rồi là bộ mặt là ngỡ ngẩn, không muốn hoạt động, hay ngồi một chỗ, tá thì ngẩn ngàng và nó hay ngủ gật. Mà trong chuyên môn chúng tôi gọi là bộ mặt VA. Bộ mặt VA là cái bộ mặt nó do viêm nhiễm VA nó tản đi tạo loại nhân vật kéo dài. Cần lưu ý đối với các bậc phụ huynh để dễ chẩn đoán cái bệnh viêm VA thì chúng ta thường căn cứ vào tiền sử và căn cứ vào triệu chứng hay gặp của viêm VA, đó là chảy mũi và nghẹt mũi kéo dài, trẻ hay sốt vặt và nó ngủ ngáy. Khi mà có những cái triệu chứng như thế này thì đề nghị các bậc phụ huynh nên đưa con em mình đi khám bác sĩ tai mũi họng để bác sĩ khám và phát hiện viêm VA. Nếu cần thì bác sĩ tai mũi họng sẽ cho nùi xoay vòm và lúc đó bác sĩ sẽ thấy có những cái bụi sùi ở vùng nóc vòm cháy lấp ở phía sau, đó là xác định viêm VA chắc chắn và bác sĩ sẽ cho cái chỉ định nào VA đi. Dạ vâng. Và như bác sĩ vừa nhắc thì đến cụm từ là nào VA. Vậy thì cái việc nào VA này có cần thiết không ạ? Và tại sao phải nào VA? Vì sao chúng ta phải nào VA? Lúc đầu giống như tôi nói, VA là một tổ chức có lợi cho cơ thể, nhưng khi nó viêm đi viêm lại nhiều lần thì nó trở thành những nơi ẩn nấp vi khuẩn và từ đó nó gây viêm lại cho vùng mũi họng. Vì vậy khi mà cái VA không còn chức năng bảo vệ cơ thể nữa thì thường thường người từ cụm tai mũi họng chỉ định nào VA nữa đi. Thì chỉ định nào VA có những cái chỉ định cụ thể như thế này. Thứ nhất là viêm VA nó tái đi tái lại nhiều lần, thông thường là trên 4 lần bằng 1 năm với các triệu chứng chúng tôi đã nói ở trên. Lý do thứ hai, những trường hợp viêm VA nó quá phát, nó gây nên là quá như là nghẹt mũi hoặc là ngủ ngáy. Trường hợp thứ ba là viêm VA nó làm cho VA nó quá phát to, nó gây ra tái nghẹn ngạc và các cái bệnh lý ở tai giữa. Và trường hợp thứ tư là viêm VA nó có một số các biến chứng sau. Thứ nhất là viêm mũi, thứ hai là viêm amidan, thứ ba là viêm thanh quản, thứ tư là viêm khí phế quản, rồi có thứ năm là những rối loạn tiêu hóa, rồi
thì về cái mà biến chứng ngừng thở khi ngủ, yeah. Đó là chỉ định rõ ràng của não VA. Đấy là cái chỉ định mà người thầy thuộc tai mũi họng mong muốn các bậc phụ huynh nó thống nhất với bác sĩ tai mũi họng để chúng ta có chỉ định kịp thời để tạo cho trẻ một sự phát triển có thể lành mạnh trong một tinh thần minh mẫn. Vâng, vậy thì bác sĩ có cho thể cho một vài lời khuyên để cho thể trẻ em có thể bảo vệ cái tổ chức này khỏi bị viêm nhiễm trong những giai đoạn chuyển mùa không ạ? Như chúng ta cần biết rằng khi thời tiết mà chuyển mùa, khi hậu lạnh ẩm thì cái môi trường sống mà không hợp vệ sinh hay là bỏ nhiều bụi bặm thì là không khí lạnh và có vi khuẩn trong đi qua cái đường mũi họng là cửa ngõ và đường thở thì các bệnh tai mũi họng thường xảy ra, trong đó có VVA. Để khắc phục cái tình trạng khi hậu thay đổi và về mùa lạnh ẩm này thì chúng ta có thể nhỏ cái đợt mũi sinh lý ẩm vào trong mũi cho trẻ em. Ngoài ra chúng ta phải cho ăn uống đầy đủ chất để nâng cao sức đề kháng, rồi có một môi trường sống lành mạnh, phòng ngủ rồi phòng học của trẻ phải được hợp vệ sinh, ăn uống đầy đủ chất, đặc biệt khi mà thời tiết nó lạnh quá hoặc là khi có điều kiện cần đi ra ngoài hoặc đưa trẻ đến trường thì chúng ta phải lưu ý là mặc cho trẻ đủ ấm, thậm chí đôi lúc phải toàn khăn cổ, mang tất, mang găng và đặc biệt là đừng có để cho trẻ mặc áo quần ẩm ướt. Phòng học phải hợp điện tiêu chuẩn, đúng vệ sinh và bảo đảm an toàn để cho trẻ có cái sức đề kháng tốt chống chọi với bệnh tật, trong đó có VVA. Một lần nữa rất là cảm ơn những tư vấn vô cùng thiết thực của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Chương mục Sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.